Xin chào toàn thể đại đình nhà mình nhá, đã có mặt tại livestream của đồ gỗ Mạnh Sơn ạ. Và ngày hôm nay thì em Sơn cũng đã kịp là bàn giao cái bộ tời sofa bằng gỗ mun hoa của Lào, một trong dòng gỗ mun hoa mà có thể nói rằng là đắt nhất trên thế giới bây giờ. Thì em xin phép mời anh Toàn chủ gia chủ có đôi lời chia sẻ với lại toàn thể anh em khi mà chia sẻ với anh Toàn một chút. Thì hiện tại đây thì anh em cũng đã đang rất là quan tâm, bởi vì có những anh em thì đang trong quá trình là chuẩn bị xây dựng nhà, có những anh em thì lại đang muốn rằng là thay đổi những bộ bàn ghế trong gia đình, bởi vì mình cũng muốn là cái bộ mặt của phòng khách ấy, là cái bộ mặt của gia đình, thì cũng muốn là kê những cái bộ bàn ghế nó đẳng cấp và nó sang trọng một chút. Thì anh em cũng đang muốn tìm hiểu, nhưng mà anh Toàn chia sẻ một chút về cái quá trình đi tìm hiểu bàn ghế thì nó khó khăn vất vả như nào nhỉ? Thật sự là cũng đi tìm hiểu vài nơi, cũng nhiều nơi. Nhưng mà bắt đầu từ bộ Tam Đa mua bên Mạnh Sơn này cũng đi tìm hiểu nhiều, nhưng mà đến Mạnh Sơn đấy là không muốn mua chỗ khác. Chỗ khác có nói thật là có rẻ hơn, chỉ 40 triệu một bộ mét 2. Nhưng mà sang bên này đấy, gần 100 triệu nhưng mà vẫn là ok ngay, không chút băn khoăn. Đấy, vẻ như bộ này như thế thôi. Bộ bên chỗ Đồng Kỵ mấy nơi cũng mời khoảng tầm gần 200 thôi, nhưng mà nói thật là vẫn phải tin tưởng đến Mạnh Sơn đó. Tuy là đấy có giá thành nó cao hơn, nhưng mà đấy sau khi nhận hàng à, tiền nào của đấy. Dạ. Đấy, có đắt hơn nhưng mà nó sắt ra miếng rồi. Mình dùng cả đời. Có khi là đến đời con, nhưng mà cứ phải cố mà cứ phải chắc. Mình không tiết kiệm. Dạ. Thì cũng rất là cảm ơn khi mà được anh Toàn cùng với toàn thể gia đình là tin tưởng và giao phó cho cái trách nhiệm rất là lớn, đó chính là mang đến cho anh một bộ bàn ghế gỗ mun rất là cao cấp như này. Thì bản thân đội ngũ anh em Mạnh Sơn thì cũng cố gắng từng ngày và làm rất là cật lực đấy. Và em nhận thì chỉ có khoảng 40 ngày là đã cố gắng là để hoàn thiện cho anh một bộ mun, nhưng mà vẫn phải tuyển chọn cho anh là các cái mặt rồi các cái vân gỗ rồi mọi thứ là phải là xuất sắc, chứ không phải là kíp thời gian quá mà mình lấy cái lý do đó đấy để mà làm cho anh nó lỗi hoặc là chậm tiến độ là cũng không được. Nên mà hôm nay thì bàn giao cho anh cái bộ tờ sofa này thì anh thấy là khi mà anh sờ vào cái bộ bàn ghế cũng như là cái bộ mà anh đã từng đi tham khảo trước đây, thì anh thấy là cái bộ này nó có cái chất gì riêng thì anh có thể chia sẻ cho anh em lắm được không ạ? Khác hẳn luôn. Khác hẳn à? Nó đẹp hơn hẳn. Thế ạ, tức là anh đã đi từng xem những cái bộ hàng sẵn rồi đúng không? Thì thấy thì về độ dày dặn hay là lước sơn hay là lước hoàn thiện hay là cái gì nó khác anh nhỉ? Nói chung là anh ấy không trong nghề. Nhưng mà anh chỉ thấy nói chung là chất hơn hẳn. Thế hỏi anh mấy cái này. Dạ. Anh không phải trong nghề thì anh không rõ. Vâng. Thôi thì em cũng rất là cảm ơn, thì cũng chúc toàn thể đại đình gặp được nhiều may mắn và sức khỏe. Và đặc biệt nữa thì khi mà cái bộ bàn ghế này anh sử dụng thì với gỗ mun thì về cái ưu điểm của nó thì rất là vượt trội. Đó chính là vân gỗ nó bắt mắt, chất gỗ nó rất là nặng, và đặc biệt nữa thì cái chất gỗ của mun sự, của mun hoa ấy, thì nó rất là đắng, nên là mối mọt nó không ăn được, nên mình dùng nó rất là bền và giá trị. Nhưng mà có cái điều là thằng gỗ mun này ấy, thì nó có một cái nhược điểm nhỏ. Đó chính là trong quá trình mình sử dụng ấy, thì nó sẽ bị lứt răm hoặc là nó dịa sơn ấy. Thì chắc còn mất khoảng 1-2 lần sau khi anh sử dụng khoảng vài tháng hoặc là 1-2 năm thì nó sẽ bị vấn đề xảy ra. Thì có vấn đề gì thì anh lại liên hệ với anh em Mạnh Sơn để có thể thiết kế cho anh một cái khung thời gian nhỏ để có thể spa lại, để cho anh hoàn toàn yên tâm để sử dụng anh nhá. Okay. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn ạ. Và vâng, em chào toàn thể đại đình nhà mình ạ. Và anh em nào mà đang có nhu cầu mà cần em Sơn phải tư vấn, bởi vì cái đồ bàn ghế nội thất này thì cần phải tư vấn làm sao để cho phù hợp với lại diện tích ngôi nhà anh em, cũng như là cái mong muốn, cái mục đích sử dụng của anh em nữa. Có những anh em thì bảo là anh chỉ sử dụng 3 đến 5 năm để anh sau đó là anh chuyển đi nước ngoài hoặc là như nào đấy, thì sẽ có một cái đồ sản phẩm nó phù hợp với lại kinh phí cũng như là phù hợp với lại quan điểm dùng đồ của mình. Thì gần đây là anh Toàn thì là một người mà cũng là rất là kỹ tính, cũng muốn là chơi lâu dài và chơi là chơi giá trị, nên anh chọn phân khúc cao hẳn, đó chính là gỗ mun hoa. Thì nhìn các bác nhìn đây này, gỗ mun hoa cái tông màu của nó là cái tông màu tối, cho nên trông nó có một cái sự huyền bí và trông nó có sự sang trọng. Và đặc biệt gỗ mun thì nếu đã làm bàn ghế thì người ta quan tâm đến cái vân gỗ, cho nên là em cũng đã tuyển chọn cho anh Toàn là vân gỗ nó rất là bắt mắt. Thì anh em nhìn vào cái là trông nó đã có cái sự nổi bật hơn hẳn so với lại các cái dòng gỗ khác rồi. Đầu tiên anh Toàn cũng định đi mua bộ bàn ghế gỗ hương đá. Hương đá thì giá thành nó hợp lý hơn các bác ạ. Hương đá nó chỉ có vài chục triệu thôi, cũng là đẹp lắm rồi. Thế nhưng mà sau khi mà thảo luận cùng với lại toàn thể thành viên gia đình thì lại quyết định là đi tìm một bộ gỗ mun.
Thì gỗ mun thì làm lâu hơn và khó lựa chọn gỗ hơn. Nhưng mà nói gì nói nhưng mà nó cũng mang lại cho anh em những cảm giác nó khác đấy. Dạ vâng ạ. Đúng không? Kệ TV nhìn chất. Kệ TV nhìn chất. Thì em mới bảo là chất kệ nhất là cái này. Thì em mới bảo là cái kệ TV này là em gọi là làm gọi là giúp anh mà. Bởi vì anh đã đi tham khảo trên thị trường rồi, biết cái mức giá ở ngoài thị trường rồi, còn cái này em làm cho anh. Thứ nhất dày dặn, thứ hai nữa là đẹp. Và gỗ nạt đây anh nhìn này. Đấy, cả trong lẫn ngoài đây này. Đấy, soi có gì anh vệ sinh cho em nhá. Đấy, bên trong đây. Đấy, các cái đợt này. Đấy, các cái đợt là em thấy này, đây anh nhìn này, vân tuyển chọn là đẹp hết cả trong lẫn ngoài. Đấy, sang chứ nó không phải là em làm cho xong, bởi vì cái này thì ở ngoài thị trường rất là nhiều. Nhưng mà cơ bản là bây giờ người ta làm nhiều quá để cạnh tranh về giá. Mà khi mà cạnh tranh về giá thì đương nhiên cái chất lượng nó phải đi xuống. Thế còn mình làm là mình cố gắng là lấy cái chất lượng đi đầu, nên là cố gắng phải làm dày dặn và chất lượng để anh chơi nó về lâu về dài. Em rất là cảm ơn ạ. Và rồi em chào toàn thể đại đi nhà mình.